Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Hưng Yên một ngày mưa gió, em gặp các bác trong tình trạng là có gió và có mưa. Hôm nay rét quá. Trước mặt các bác đây là một sản phẩm cục đầy công suất đến từ thương hiệu Yamaha, một thương hiệu lừng lẫy trên toàn thế giới về các lĩnh vực như là sản xuất nhạc cụ, sản xuất xe máy, sản xuất các thiết bị điện tử âm thanh. Đây là một sản phẩm rất đẳng cấp, rất xịn nha. Vừa về thì này em tiện cái quay luôn, tí nữa là phải tháo tung ra cơ. Tháo này ra bỏ ra đây, đặt lên ghế đỏ này để quay cho nó nóng, đúng không ạ? Đấy. Hưng Yên một ngày mưa gió thì bây giờ em vừa về hàng thì tiện cái quay luôn cho các bác cùng xem nhé. Sản phẩm này thì có 4 chiếc, nhưng mà tuy nhiên đầu xuân năm mới người ta không bán chịu và vốn cũng đang hạn hẹp dần rồi. Đấy, lấn sang nhiều mảng quá. Điện tử âm thanh bây giờ là nhận thêm cả xe máy nữa này nè. Đấy, nó hơi bị hụt tí. Thì có 4 chiếc, nhưng mà là các bác nào lấy thì cứ liên hệ thôi, em sẽ lấy hàng về từ từ. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu các bác là sản phẩm này. Mã số series như nào thì em sẽ báo cáo luôn các bác. Giờ không linh tinh lên thuyền nữa, em sẽ dỡ ra và quay cho các bác xem mặt mũi của sản phẩm Yamaha này nhé. Hiện tại trên thị trường sản phẩm Yamaha P2700 này có rất là ít người bán. Nhưng mà theo mà em tìm hiểu ngày trước thì Yamaha P2700 ở trên thị trường giá đâu đó nó khoảng từ 7 đến 8 triệu và có khi hơn, tùy vào tình trạng, tùy vào độ đẹp và tùy vào những chỗ họ mà bán. Như thế này em lấy được rẻ hơn rất nhiều nha, thì em bán này cho các bác vẫn giá rẻ thôi, mua được rẻ bán rẻ thôi, không vấn đề gì cả, đúng không ạ? Chứ còn mua đắt thì phải bán đắt thôi, đúng không ạ? Ok, không linh tinh lên thuyền nữa, bây giờ sẽ dỡ ra và mời các bác cùng xem nhé, cũng như là lịch sử hình thành của Yamaha nào thì em sẽ báo cáo luôn với các bác là vậy. Vâng, và đây là kia mặt của cục đẩy công suất này các bác nhé, nhìn trông nó hơi xấu tí. Thì các bác cũng biết rồi, giá thị trường nếu mà đẹp long lanh thì con này 7 đến 8 triệu là chuyện bình thường. Còn trong tình trạng này thì em hỏi các bác là bao tiền thì vừa. Nó hơi xấu thôi, trừ đi triệu bạc là chuyện bình thường nhá. Đây là phần nóc này. Đó, nóc này, bên cạnh này. Và đây là phần mặt sau thì em sẽ quay cho các bác xem cái mặt sau, giới thiệu chi tiết trước, tí nữa sẽ mở ruột sau, các bạn. Yamaha, các bác nhìn này. Yamaha Power Omni, model là P2700. Cái dòng P này thì có rất nhiều đời nhá. Ví dụ như mà các cái đời mà điện xuất quốc tế thì là dòng P này thì có hai đời, đó là 2350 và 2700. 2350 thì công suất nó sẽ ít hơn con này, yếu hơn. Con này là điện áp sử dụng 220 1000W, tiêu thụ 50-60Hz. Yamaha Commandy, Made in Japan. Đấy. CD của nó là IX mà hết chữ. Đó. Ở đây người ta cũng ghi luôn là thông số và các chế độ để đánh. Các bác quan trọng nhất là cái phần dưới này này. Max RMS output là 500W trên tải 4 ohm, 44.7V cell, tức là đánh hai kênh. Còn nếu mà các bác dồn hai kênh là một dry thì là vào 1000W 8 ohm, 89.4V mono. Đó. Chế độ đánh mono cell thì trên đây họ cũng ghi sẵn luôn. Kênh A sẽ là cọc dương, kênh B sẽ là cọc dương. Đấy, cọc dương của kênh A và cọc dương của kênh B nó sẽ đánh thành dry. Các bác gạt chế độ này thôi. Đó. Đấy. Về tình trạng thì là nói chung là cắm điện là vào, bật lên là tiếng nó sẽ kêu, nhưng một cái là nó không được đẹp long lanh, không đẹp mà đẹp gọi là đẹp như mới thì giá của nó sẽ khác. Đẹp như mới thì giá nó sẽ rất là đắt tiền. Còn những con hàng này thì nói thật với các bác là hàng này là điện 220 và có cái đời ví dụ như là đời đèn vu kim vẩy, nó có hai cái đèn đồng hồ đây thì là đời nội địa. Có đời thì điện 220, có đời điện 230. Tức là tùy vào những cái hàng, nếu mà những cái hàng nội địa thì nó sẽ đắt hơn các hàng xuất quốc tế này rất nhiều. Nhưng mà tuy nhiên có một cái điểm em phải nói luôn với các bác là cái chất âm của cái dòng P-Series, tức là cái chất âm của dòng Yamaha này nha, cả thế giới người ta công nhận, đến cả Nexo còn tin dùng công suất của Yamaha, các bác biết rồi. Đấy. Các bác cứ vào Nexo xem, cứ vào trang web của Nexo, nexo.sa. Các bác kéo xuống gần dưới cùng ở dưới xem là có cái chữ Yamaha to đùng đấy, logo đấy. Ok, không linh tinh liên thuyền nữa, về em sẽ mở nội thất con này ra và các bác cùng xem nha. Mặt trước của nó đây thiết kế như này. Yamaha Pony P2700. Đó. Công suất 8 ohm là vào 350W trên một kênh, công suất 4 ohm là vào 500W trên một kênh. Không linh tinh nguyên thuyền nữa. Xin phép các bác mở cục đẩy xịn này ra mà các bác xem nhé. Và cũng nói luôn các bác này,
tiền nào của đó là một phần, nhưng bán hàng nó phải thật với lương tâm. Đấy. Nếu mà hàng xịn phải nói hàng xịn, chứ không thể nói là cái hàng nhái thành hàng xịn được. Còn đây cái hàng này thì nói thật các bác là có tiền chứ chắc đã mua được. Số lượng em có là 4 chiếc nhá. Các bác nào quan tâm thì hãy trực tiếp review quay một chiếc thôi, còn 3 chiếc còn lại thì sẽ giới thiệu lần lượt trong các clip lần sau, đúng không ạ? Ok. Vâng, ở đây là cái phần bên trong nội thất này, các bác nhìn này. Chán không? Nhìn đã thấy chán rồi các bác ạ. Mỗi cái là nó hơi bị xấu thôi, chứ còn chất lượng âm thanh của nó thì rất là hay. Đó. Đây là bo xử lý tín hiệu đầu vào này. Dưới là phần cầu ra loa. Đây là biến áp nguồn này, các bác nhìn này. Nhìn thấy cả dây đồng này. Đấy. Rất là xịn luôn. Cầu gì kênh A, kênh B, điện áp này. Đây người ta có ghi luôn này. Gạt sang bên này là 2.4, bên này là 2.2. Cầu chì này. Đấy. Nói chung là nếu như các bác đã sử dụng những cái dòng xe máy của Nhật rồi thì biết độ bền của những cái xe máy của Nhật, ví dụ như cái dòng Honda, dòng Coupe bây giờ thị trường ít người sử dụng rồi, còn nếu mà có thì giá nó rất là cao. Nó đi đến 12 đến 15 triệu trên một chiếc Coupe 82. Đấy. Và đây là máy này là cũng là máy sản xuất tại Nhật luôn, hoàn toàn từ Nhật đến đầu đuôi hết. Đây các bác xem luôn này. Cầu chỉ nguồn này. Jack này, diode nguồn này. Đấy. Tụ của nó thì có hai con tụ rất là to ở dưới này. Tụ phần dưới này này. Rất là to. Con máy này thì theo như em được biết thì con máy này là sử dụng mạch AB. Nhưng mà các bác để ý này. Đây là cái phần công suất của kênh A. Có là 1 2 3 4 5. Bên kia 5 con trở nữa là 10 con sò, 10 con trở. 10 con trở công suất thì tương đương với là 5 con có 10 con trở con sò công suất luôn. Đây là phần Genoa. Genoa của Matsushita. Điều nguồn linh kiện đây các bác xem này. Rất là chất lượng. Sao hôm nay lại một ngày mưa gió rét thế nhỉ? Chán hết đời. Đang quay sản phẩm nó xịn này thì lại mưa gió rét. Thì em cũng báo luôn với các bác nhá. Con đẩy này nếu mà trong cái tình trạng đẹp, kính phong đẹp từ đầu đến đuôi thì giá của nó là từ 7 đến 8 triệu đồng. Còn như hiện tại chiếc đẩy này trong tình trạng như vậy. Đó, con này có hai quạt đây này, có hai quạt hai bên hốc này. Tình trạng xấu như hình. Đấy, được không ạ? Tình trạng xấu như hình. Thì em bán cho các bác là với mức giá là 4 triệu 6 trên một chiếc. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại dưới phần mô tả để biết thêm thông tin về sản phẩm nhé. Thông số chi tiết thì em cũng nói luôn rồi. Con này thì phù hợp cho các bác là đánh những cái dòng loa cao cấp, đánh những cái dòng loa bãi xịn của châu Âu, châu Mỹ, Nhật Bản. Đấy. Con này nó không bỗ bã như các loại đẩy Trung Quốc, nhưng mà cái chất lượng âm thanh của nó ra thì cả thế giới mà công nhận. Các bác biết rồi đúng không ạ? Con này thứ nhất là em lấy vào nó đắt. À không phải, thứ nhất em lấy vào nó rẻ. Nó đúng là rẻ. Thì thứ hai là em bán ra rẻ. Chứ mà con này đắt thì em phải yêu cầu là tình trạng của Nhật năm nay, chứ mà xấu như này thì bán làm sao được không ạ? Nó nói luôn các bác rồi. Đó. Diode nguồn này. Dưới này có hai con tụ nguồn rất là to. Mạch xử lý tín hiệu IC đây, rất là xịn sò. Nhôm này. Nhôm của nó khá là dày. Về là anh em bên tổng kho hàng bãi là người ta có xịt qua tí sơn, em rất là ghét. Đáng nghĩa là lấy sớm không lấy, gần Tết rồi không dám lấy, ăn Tết xong mới dám lấy thì bây giờ nó lại thành muộn quá rồi. Đó. Trông hơi bụi bẩn. Đáng nghĩa về để tự vệ sinh thì là có khi nó đẹp hơn. Còn đây là mấy anh em vệ sinh này bắn sơn trước vào mở hết cái chữ. Thì em bán hàng có sao nói vậy nhá. Các bác nào xem thì cũng tham khảo thôi. Hàng xịn, chơi nó vẫn sướng. Dòng này thì chuyên dùng đánh những cái dòng loa bass từ 20cm đến to nhất là 50cm. Đó. Nhưng mà công suất của nó ra thì 8 ohm là có 350W một kênh thôi. Còn 4 ohm của nó là 500W. Nhưng mà công suất của nó 350W tải 8 ohm thì nó có khi là khỏe ngang những loại đẩy 500W của Trung Quốc. Nên là những mẫu đẩy này các bác vừa nghe đà nhạc được, vừa hát karaoke được. Thành tiếng nó rất là hay, khỏe, chi tiết, thanh nét chi tiết nha. Và các bác xem là linh kiện của nó là toàn linh kiện cao cấp, độ bền của nó không phải nói rồi. Hàng này em bán em lãi chỉ được có vài trăm nghìn thôi, lãi chỉ được tầm 300-400 nghìn thôi.
nhưng vẫn bảo hành cho các bác là được 6 tháng nha. Bán hàng nói thật luôn, không thằng nào bán hàng mà này dám nói thật nha. Em nói luôn các bác là cái máy có sao nói vậy. Đây các bác xem luôn này, cái phần dây ở trong cái cục biến áp nguồn nó quấn rất là to này, dây 1 ni 2 này, còn dây đầu vào của nó các bác xem nó rất là lớn, dây 0.8 hay 0.9 này ấy. Rất là to, nguồn biến áp vuông rất là to. Đấy, có thêm cái miếng mút cao su này nữa để nó gọi là đỡ cái phần nắp. Đây các bác xem này, đây cái phần nắp của nó này, ui giời ơi, nhìn trông xấu thảm hại luôn. Nhìn này phải gọi là xấu thảm hại luôn. Đấy, về là có sao để em quay vậy nhá, không có vệ sinh nhiều đâu. Tầm chiều hay nát nữa thì em sẽ cắm qua cái máy hơi và sẽ vệ sinh cho nó tương đối sạch đẹp. Hương Yên một ngày mưa gió, em gặp các bác trong tình trạng có gió có mưa để cắm điện luôn này. Con này điện 220 nhá, Made in Japan, điện 220, hàng xuất quốc tế, à xuất thị trường Đông Nam Á. Thị trường Đông Nam Á thì có nhiều nước là dùng điện 220, có nhiều nước là dùng điện 240, bật công tắc nguồn này. Đấy, rất là xịn sò luôn. Quạt gió này, đây cũng có quạt nữa, Zone này, volume AB đó. Ok không ạ? Đó, các bạn xem nha, máy xịn như hình, tình trạng này như này. Đó, các bạn nào nấy thì nẹ trực tiếp thôi. Cái hàng xịn chơi nó vẫn sướng, không như mấy cái hàng Trung Quốc chơi răm ba bữa nghe tiếng bắt đầu thấy chán rồi. Dòng này thì em nói luôn, nó không bỗ bã như cái dòng đẩy tàu đẩy Trung Quốc, nó khỏe, nhưng cái chất lượng âm thanh của nó thì rất là hay. Đó, ok, em sẽ test trong clip lần sau. Clip lần sau em vệ sinh xong bắt đầu lại bê sang studio và test thử với một số dòng loa cao cấp để các bác cùng thưởng thức chất lượng âm thanh của nó. Chất âm của dòng này cứ phải gọi là tuyệt vời luôn, không chê được cái gì. Chê mỗi cái hình thức xấu thôi, còn hình thức đẹp hay đắt, đúng không ạ? Ok nhá, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau. Đây các bác xem luôn nha, đây là phần hậu trường này. Ui dồi ôi, kiếp, đấy thấy chưa? Bãi xịn này mà nó bụi bẩn như này. Đấy, đây. Thế nên là về nó mất công vệ sinh, đáng nghĩa là ôm ngay từ đầu thì không ôm, nhưng mà đến lúc ăn Tết xong bây giờ mới ôm, hơi tiếc tí. Hôm nay em phải vệ sinh thật là sạch đẹp cho các bác nhé. Cái phần hậu trường này là không quay đâu, đáng nghĩa không quay đâu, nhưng mà thôi, đã quay đã giới thiệu thì phải quay đầy đủ cho các bác xem. Đấy, trông nó bụi bẩn như này cơ mà. Chiếc áp này, chiếc áp bi vẫn rất sướng. Đây, công tắc nguồn. Đấy, máy móc người ta làm cẩn thận này cơ mà. Quạt này, tay sạch nha. Đấy nha, xào phát này, ui rồi rồi. Đấy, thôi các bác yên tâm đi, cái hàng này em thực sức em làm. Nhà có sẵn đồ xe máy rồi. Đây, ví dụ đây, các bác xem này, ngay quả máy hơi to đùng này mà còn không xịt được cái này sạch bong sang bóng thì làm ăn gì nữa, đúng không ạ? Ok nhá, bây giờ sẽ vệ sinh thật là sạch đẹp cho các bác cùng xem. Đây nhá, các bác xem cái phần hậu đuôi này, tháo tung ra này. Các bác nhìn thấy cái sơn này, sơn này, đấy, thế là mấy thanh niên là mấy thanh niên là nghịch hơi dại tí, tiện cái xịt cả sơn vào. Đấy, các bác xem cái tụ này em sẽ cho các bác xem luôn nhá. Đây là cái phần bí mật có thể được bật mí, đáng quên không rút cái rác này ra. Đấy, rút luôn rồi, bên này nữa, rác này rút được, quên không rút. Đó, bác xem này, tụ nguồn này. Đấy, 110V, 18.000mi, thấy chưa, khủng chưa. Đấy, và bây giờ bắt đầu đến cái đoạn CC này. Đấy, đây nữa này.
ok thế thôi nhỉ. Đấy, các bác xem nhá, cái nghề ôm hàng vãi về mà tự làm nó nhục lắm, còn nếu mà để người khác làm sẵn rồi thì nó vẫn còn nhiều lỗi, nhiều sai sót lắm, và nhiều cái các bác xem cánh nó vẫn còn bẩn lắm này. Đấy, đúng không ạ? Làm nó cẩn thận và tỉ mỉ này mà nãy chỉ được có vài trăm nghìn trên một sản phẩm, không hiểu là có đủ tiền điện không. Ok nhá, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau, lần sau sẽ test thử. Đấy, mặt trên trông rất bẩn thỉu nhưng mặt dưới mở ra úi rồi đẹp, đẹp thôi rồi luôn, đúng là cái hàng chất lượng nó vẫn khác đúng không ạ. Ok nhá, bây giờ sẽ vệ sinh chi tiết cái cục đẩy này đây, không làm thì thôi, nào nó phải tương đối là sạch đẹp các bác nha.